Một quả mưa có giá tới gần 2 triệu đồng, có khả năng chịu đựng lên tới 10.000 watt of proof. Khi bên trong nó sẽ có thêm một cái túi nữa, phía sau thì nó có cái phần lưng nè. Hai mình đang mặc là size S nha các bạn. Đó, đây, hai bên đến tay lại. Một quả mưa có giá tới gần 2 triệu đồng và cực kỳ xịn đến từ thương hiệu GV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ áo mưa có tên là PRS04 phiên bản màu vàng. Và cái bộ này nó có gì hay mà tại sao nó lại mắc tiền như vậy? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chi tiết. Ok, mình sẽ mặc thử cho các bạn xem nè. Đây là áo ha. Đó. Cái size của mình đang mặc là size M. Mình sẽ tạm thời kéo nó lên. Ở đây. Hai cái này các bạn dán vô nha. Nè, sản xuất công bố đó là khả năng chống nước của nó lên tới 10.000 waterproof. Thì có nhiều bạn hỏi waterproof lên tới 10.000 thì dùng để làm gì? Thì trong cái nhà máy của Givi họ sẽ có một cái máy test. Cái máy đó sẽ dùng để test các loại vải của áo mưa. Thì cái áo mưa này sẽ được chịu, có khả năng chịu đựng lên tới 10.000 waterproof. Thì khả năng chống nước mưa của nó là rất là khủng. Bạn xài nó cũng sẽ bền hơn và xịn hơn rất là nhiều so với những mã khác của Givi. Cái hàng này đặc trưng riêng là để xuất hàng đi châu Âu, cụ thể như các nước giống như là Italy, Tây Ban Nha, Pháp, các nước khác thì chỉ để lại một số lượng nhỏ để bán ở thị trường Việt Nam thôi. Cái mẫu này mình đang mặc là size M nè. Đặc điểm thêm là có thêm hai cái túi hai bên. Hai cái túi hai bên này thì các bạn có thể bỏ đồ nha, bỏ đồ đẹp vào trong này. Thì cái túi này nó cũng được xem là chống nước nhẹ nha. Các bạn để những cái phụ kiện linh tinh vào trong này thôi. Đó, các bạn đóng lại hai bên. Đây. Phía tay thì nó sẽ có phản quang luôn. Và khi mà đi mưa thì các bạn bấm nó lại hai bên như này. Rồi. Tay bên này cũng vậy luôn. Hai bên đều có phần gai sù, bộ phận rất là ok. Ở phía giữa này thì ngoài cái việc chia kéo này ra, thì ở phía bên trong nó sẽ có thêm một cái túi nữa. Thì cái túi này thì các bạn có thể để những cái vật dụng nhỏ, ví dụ như là tiền nè, ví nè, điện thoại nè. Thì cái này thì nằm phía trong cái áo cho nên là có thể khả năng là chống nước 100% luôn. Khi xài thì các bạn chỉ cần kéo lên rồi hết. Rồi. Và sau đó là bạn sẽ dán cái gai sù lại. Ở phía dưới chân này á thì cái quần nó sẽ có cái phần gai sù. Thì khi sử dụng thì bạn chỉ cần kéo qua đó, các bạn dán lại là xong. Hai bên đều tương tự nha. Rồi. Còn ở đây này thì lưng quần của nó thì nó sẽ có cái phần dây này để chúng ta bó lại đúng cái size. Hoặc là muốn các bạn muốn chặt hơn. Đây là phía sau thì nó có cái phần lưng nè. Phần này thì chúng ta có thể là kéo giãn. Rồi. Rồi, phía bên hông thì có phần logo của Givi và phản quang. Bây giờ mình sẽ mặc phiên bản màu đen cho các bạn xem nha. Ở đây là cái quần màu đen nè, thì nó cũng tương tự với màu vàng thôi. Cái áo thì nó sẽ full đen luôn và nó có hơi họa tiết màu đỏ một tí xíu. Cũng tương tự so với phiên bản màu vàng nha. Bộ áo này á là một quần một áo, có đầy đủ các phụ kiện, có túi. Đây, có túi nè. Các bạn có thể bỏ những cái đồ vật dụng nhỏ như là điện thoại phía bên trong này. Phía ở đây thì nó có hai lớp. Đầu tiên là bạn khóa kéo, rồi sau đó các bạn dán cái phần gai sù lại. Đó, như thế này nha. Rồi, mình làm ví dụ ha. Cái size mình đang mặc là size S nha các bạn. Đó, size S. Các bạn muốn bó lại thì cũng làm tương tự với màu vàng. Dán, đây, hai bên. Dán tay lại. Các bạn phải dán lại nha, không dán lại nước mưa là nó có thể vào hai góc tay á. Đây, phiên bản màu đen nha. Các khi mà xài chúng ta sẽ buốt kỹ nó lại. Rồi hai túi này cũng có thể khả năng là chống mưa nhẹ luôn. Rồi phần chân này thì chúng ta có thể bó lại như vậy. Còn không thì các bạn gỡ nó ra. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.